Và cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ trước đó vào sáng ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại San Francisco. Tại buổi làm việc, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Phòng Thương mại San Francisco Brittany Fong thông tin với đoàn về công tác hỗ trợ các địa phương xúc tiến và kết nối các nhà đầu tư tiềm năng của nước ngoài vào Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư của Việt Nam vào thị trường San Francisco, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm bày tỏ lòng cảm kích trước sự chào đón nhiệt tình và trọng thị mà Phòng Thương mại San Francisco dành cho đoàn công tác. Với lợi thế duy trì kim ngạch xuất nhập khẩu, các mối quan hệ đầu tư bền vững sẵn có đã giúp cho hoạt động hợp tác thương mại song phương giữa tỉnh Long An Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo các cơ quan thương mại tổ chức xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ đánh giá cao về tiềm năng phát triển của tỉnh Long An và cam kết sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, truyền tải thông tin mời gọi hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam để có những ký kết hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.